môi trường đấy không, mình chỉnh năng lượng chủ yếu thôi, còn cái này là khoảng cách giữa các điểm hội tụ. Ví dụ như là những ai mà chảy dậy nhiều ấy thì mình đi hút năng lượng một thì nó sẽ hiệu quả hơn cho khách, bởi vì nó sẽ được dày hơn. Điểm hội tụ đi dày hơn đúng không? Đúng rồi. Còn cái phần này là phần năng lượng đúng không? Đúng rồi. Điểm hội tụ thông thường thì sẽ là từ 1.5 đến 2 triệu. Tăng lên một chút nhé. Thử thêm một chút. Chút này, một chút. Có mày chưa? Sau mình đến xem lại ảnh từ đầu, ban đầu khách hàng. Khi những cái điểm nào mình bỏ sót ấy, như là lần trước mình bỏ sót mình đi dặn lại cho khách hàng. Đó, dặn lại khoảng từ khoảng. Ví dụ như thế nha. À. Mình sẽ ưu lượng cho khách hàng. Sao mình có câu chuyện một chút nha. Mình vẫn cười làm cái đau một xíu. Đó. Nói đến từ răng rồi. Cười xong cái này mất tiêu. Hạn chế cười cho cháu nhá, đang làm. Làm xong phần này thì mình thấy khác là nó sẽ thể hạn chế cười lên một khoảng tuần. Hạn chế cười vì tại sao? Khi mình làm xong thì cái nhiệt độ da là bảy tầng khoảng 60-70 độ C, kích thích collagen. Và khi kích thích collagen da sẽ căng lên. Mình nếu mình cứ mình cười nhiều thì vô tình là cái nếp nhăn, cái nếp nhăn buồn, cái cười đang đầy lên, nó sẽ tạo thành nếp nhăn. Cứ gập lại, đó.